Để lấy cảm hứng từ đội bóng Liverpool cùng với tông màu đỏ chủ đạo mang lại cho Nicho FC vẻ ngoài ấn tượng, đậm chất thể thao của câu lạc bộ thành phố cảng Liverpool. Không những thế, trên từng mái che và phao nằm của xe còn đi logo của đội bóng những làn đỏ cùng với câu slogan "You Never Walk Alone". Xe đẩy trẻ em Joy Nicho FC là sản xe đẩy dành cho bé từ sơ sinh từ 3 tuổi dưới 15 kg. Với kết cấu khung kim loại chắc chắn, Joy Nicho FC đã vượt qua thử nghiệm về tải trọng, đạt tải trọng an toàn lên đến 22.5 kg. Với nhiều góc độ ngả lưng ghế thì Joy Nicho FC mang lại cho bé sự thoải mái tối đa. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh góc độ ngả lưng ghế từ ngồi thẳng cho đến ngả phẳng một cách thuận tiện và dễ dàng, và có thể sử dụng cho bé từ sơ sinh. Để đảm bảo cho bé an toàn khi ngồi xe đẩy, Joy Nicho FC được trang bị dây đai an toàn 5 điểm với đệm lót mềm mại gùng vai, giúp bé luôn an toàn trong xe. Joy Nicho FC có hai bánh trước có thể xoay 360 độ và khóa bánh để cố định khi cần đi thẳng, giúp xe di chuyển linh hoạt hơn. Joy Nicho FC được trang bị thanh chân ở đằng sau, giúp xe di chuyển an toàn hơn. Để bé luôn được dễ chịu và thoải mái, hệ thống giảm sóc trên từng bánh xe của Joy Nicho FC giúp xe di chuyển êm ái ngay cả khi trên mặt đường gồ ghề. Để cùng bé lớn lên, Joy Nicho FC có hai vị trí ngả chân tạo cho bé sự thoải mái. Ngả phẳng cho em bé sơ sinh và gập lại khi em bé lớn lên. Xe cũng có trang bị mái che chống nắng với chỉ số UVS 50+, có khả năng chống nắng lên đến 98%. Ba mẹ có thể dễ dàng điều chỉnh. Hoặc tháo rời. Một cách dễ dàng giúp che nắng và che gió cho bé. Thêm vào đó, xe đẩy Joy Nicho và FC có phần tay cầm được bao phủ với lớp đệm mềm mại, giúp ba mẹ thuận tiện hơn khi đẩy bé. Không những thế, Joy Nicho và FC còn được trang bị một chiếc áo mưa đi kèm vô cùng tiện lợi. Với chiếc áo mưa này thì các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm và tự tin đưa bé đi ra ngoài dạo chơi hoặc công lao động trong những trời. Để giúp ba mẹ thuận tiện hơn, Joy Nicho và FC được trang bị giỏ đựng đồ rộng rãi. Mẹ có thể đựng đồ khi đi chợ hoặc đựng các vật dụng cần thiết cho bé, ví dụ như chiếc áo mưa này. Khó có thể bỏ qua trong các góc gọn trên xe đẩy Nicho FC có thể góc gọn rất dễ dàng và có thể có tay sách để làm được.